rồi các bạn chơi game may hay. Cho mình ăn chó ăn chuối này. Ui giời, một cái bánh này mà năng lượng đầy luôn này, xương này. Chưa thấy dấu hiệu no. Này no rồi này. Chụp luôn được hai tấm hình rồi. Chạy ra sổ đó. Ui, mà đông dần lắm. Nói tiếp này. Phim thì ra khổng lồ luôn này. Thế mà không ăn được. Cây nhỉ.
ăn được. Ôi trời ơi. Ui, gì này. Sao nó vào được nhỉ? Minecraft play nè. Rồi đây, trang phục rất là đẹp. What the? Chém kém vậy. Cái này ngắn quá. Đổi vũ khí mới thôi. Next level mới này. Này vẫn là không có bán vũ khí mà mua vũ khí ăn zombie này. Zombie này, zombie này. Bomber friend. Okay. Yeah. Ăn cái gì choáng ấy. Next level rồi. Chốt xuôi vô. Ba nòng này. Thank you.
Trời ơi, dọn lính quá nhanh. Ôi bò, nó con bò điên này. Tiêu diệt đầu tiên luôn. Súng đấy. Nâng cấp một tí để cho nó mạnh mẽ. Thì nó gặp boss nó vồ cái còn sống sót. Đây 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 đúng rồi, gặp boss luôn này. À. Để nó vồ đi nhiều. À, không nhìn thấy mặt boss đâu. Chưa tìm những cái game mới thôi. 5 trên 10 rồi. Anh em chủ động nhanh lên. Ôi đồng đội của tôi ơi, sao mà chậm thế, hết giờ mất rồi. Yeah, xin thêm 11 giây. Chưa thôi. Trở lại nhá. Trời ơi, nó vô trượt mình luôn. Ăn chưa? Không chịu gì các. Ui. Không chịu gì. Ui. À, vào sàn đấu này vậy nhỏ gọn hơn này, kết thúc nhanh thôi. Ui, đồ khổ to quá.
đối thủ quá cao. Cái bọn này nó không nhanh thế. Rồi, chúng ta lấy xong lần đấy. Quái con gì mà nó đục ấy. Kia đấy. Bên kia thì mình sẽ gọi cho đánh này đây. Về. Chưa ăn thua đâu. Anh phải đồng hồ. Nhanh thế. Thuốc độc nè. Đây đây. Grip nè. Chúng ta sẽ chơi game nào nữa đây. Ok, và game cái này là sự kiện này. Chồng ở đây chắc là tăng thêm mặt trời đi. Trồng cây hoa mặt trời vào đây nở thêm luôn. Lợi hại. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Ôi không nhặt rồi, nó bay hơi hết này. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ôi ăn mất cây mình rồi. Toi 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 to
phá cái giáp luôn. Okay.